bạn có phải là fan của hải tặc Sanji trong One Piece không? Mình không. Nhưng mình luôn muốn được một lần trải nghiệm cảm giác sức mạnh của đôi chân Sanji đạp vào mặt tất cả những kẻ thù, như cách là các huấn luyện viên trong rap Việt đạp cái nút để chọn rapper vậy. Và đây là trò chơi sẽ giúp cho mình làm được chuyện đó. Giới thiệu với các bạn, trò chơi có tên gọi là Eggfoot 3D. Vâng, nghe cái tên là đủ hiểu đúng không? Chúng ta sẽ đến một thế giới mà ở đó chúng ta sẽ dùng cái chân đạp mọi thứ, vỡ toa cái cửa và bay vào mặt thằng này. Một thằng trông có vẻ rất là ngáo ngơ, đầu lắc la qua lắc trái lắc phải, thậm chí còn bay màu theo đúng nghĩa đen ạ. Rồi, có vẻ như đây là một căn phòng của một đội xã hội đen giang hồ mạng gì đấy. Và chúng nó đang ăn pizza. Vâng, mình lật luôn cái bàn luôn, không quan tâm nó có cái gì như đấy. Như các bạn vừa thấy, thay vì mình mở cửa bằng tay, mình sẽ làm mọi thứ bằng chân. Cửa này, và kể cả đánh nhau. Mày này, một đạp vào mặt. Mày này, mày, 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 mày này, mày, 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 mày. Đây thì welcome này, tủ lạnh này, giường này, violon. Ôi, thế quái là mà trong căn hộ của bọn giang hồ mafia lại có cả đàn violon được nhỉ? Bọn này chẳng lẽ nó lại nghệ sĩ đến vậy? Ok, thôi, đi tiếp nào. Cửa đây, dăm ba cái cửa, game over, đúng rồi đó. Game over cho tụi bay, chứ không phải cho tao nha. Rồi, và đó là bàn đầu tiên. Rất đơn giản, vượt qua được bàn đầu tiên. Đến ngay với bàn thứ hai. Ở bàn thứ hai này, mình sẽ có một khẩu súng. À, ui rồi, vâng. Tại sao chúng ta phải đá khi chúng ta có súng cơ chứ? Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Vâng, tivi, tủ lạnh này. Ok, có hai cửa, cửa này có đá đâu? Vâng, cửa gỗ thì đá được, nhưng mà cửa mà có thêm ba cái miếng gỗ chắn thì không được. Đây, cửa này nào. Cảnh sát đây, đứng yên không tao bắn. À, không đứng yên đúng không? Không đứng yên này, láo nháo pháo ăn xe. Đúng rồi đó, quỳ xuống đi. Rồi, còn nào nữa? À, một phát này, headshot. Đạp cửa bay ra, easy. Woo. Và sau mỗi một cấp độ, mình sẽ có chính là số thời gian đo đếm được để đạt được cấp độ tối đa 3 sao. Mình phải hoàn thành trong vòng 30 giây mà thôi. Và sau đó, mình sẽ được thêm một số tiền, kiểu tiền lương vậy. Và video này để làm gì? Mình thử ra ngoài xem nào. Úi dồi, cái gì này? Tôi trẻ trâu, tôi quay đầu ạ. Úi dồi, sao bộ này nó hip hop rồi đấy. Úi dồi, thanh niên kia lại còn múa chứ. Rồi ông cảnh sát cơ động này đứng múa với bộ giang hồ làm gì đây? Để mình bật nhạc sẽ có cái gì không? Không hiểu tại sao một tựa game mà mình đây, nhân vật chính là một cái bàn chân, không phải là một đôi chân, mà là chỉ là một cái chân thôi, có thể có một cái quả nhạc cháy máy như vậy. Và mình có thể mua skin cho chân của mình. Và mua skin chân nó lại còn có cả cấp độ sao. Chân nào mà có sao càng cao thì có vẻ như là nó càng VIP pro. Cái giá tiền lên đến 600 đô một cái chân. Ok, lấy cấp 1 sao trước đi, xem cái quảng cáo cho nhỏ, thậm chí không cần phải xem luôn. Và như vậy mình đã có một chân free, mình đã có bàn chân đi nghỉ mát, đi dép tông. Oh. Ok, thử đi nào. Nãy thì mình cởi chuồng đi chân không, giờ thì là mặc quần đi dép tông. Đấy, let's go. Đấy. Alo, nhà có ai không ạ? Em đi ra pizza anh ơi. Alo, nhà có ai không? Mày này, pizza này, đó, pizza hạt đậu, đó, đậu găm thẳng vào mặt chúng tôi bay luôn. Rồi mày tính gì đây? Úi dồi ôi, máy tính này bàn phí cũng ghê đấy. Ôi dồi, có cả cạc đồ họa gaming. Nhưng mà sao màn hình gì đây? Màn hình xanh như này. Tụi bay có chắc là tụi bay là legend chưa? Tụi bay huyền thoại chưa? Có mặt tụi bay là huyền thọt thì có. Rồi, mở cửa ra, cho ánh nắng vào nhà. Ôi dồi ôi, cửa sổ tím tím như thế này. Cháu này, thấy mùi dép tông ra chưa? Dép tông này, đó, ngửi đi. Vừa mới đạp xít chó ở trước cửa nhà đấy. Đúng rồi, đó, nằm yên đấy nhá. Nào nữa? À, cửa này à? Cửa này, ok. Xong, bàn số 3, bàn số 4. Rồi, kinh không? Vẽ đầu lâu, bàn này là không có súng, là mình phải dùng chân thôi. Ok, dùng chân thì dùng. Ô,
Không ai bảo mình nó có súng. Thằng khứa này, ai chà. Và mình lụm được khẩu súng đó luôn. Một khẩu lục bạc, trông có vẻ VIP Pro Max. Double kill. Một cú đạp cửa cho hai thằng ngã gục. Ui giời ơi, tụi bay. Đó, các cụ bảo là đúng như các cụ đã từng nói, tụi bay không có cửa mà đấu với tao đâu, nghe chưa? Rồi, thay khẩu súng mới, mặc dù không hiểu để làm gì. Một, hai, à, từ từ, còn cửa nữa. Mày này, các bạn làm gì đây? Ui dồi ôi, phòng này là phòng gì đây? Bức tranh ạ, bố mẹ và anh trai, em trai, ui dồi ôi. Được rồi, bye bye. Mình sẽ ra ngoài để mình mở khóa một cái bàn chân mới đi. Ồ, đúng là một sao thì phải xem một quảng cáo. Hai sao thì hai, và tất nhiên là ba sao là ba cái quảng cáo rồi. Đây, mở khóa một cái bàn chân cấp độ 2 sao đi xem nào. Mình rất tò mò đây, liệu mình có thể mở khóa được bàn chân của Sanji chân đen hay không. Wow, cái này khá chắc là giống chân của Sanji luôn này. Ôi, vừa mới nói xong, Sanji mặc vest và cái chân này đúng lệch cái đúng luôn. Gentleman, vâng, không phải là gentleman mà là gentleman. Tiếng Anh cái này chết. Rồi, đi thử xem nhá. Ui trời ơi, chuẩn luôn ạ. Quá hợp lý luôn. Cái chân này mà là đá mà nó bốc lửa thì quá tuyệt vời, quá là đúng luôn. Thôi xem nào. Và chúng ta sẽ có tất cả là 3, 4, 5, 6, 30 cấp độ ở trong khu chung cư. Những bàn mình đã từng chơi rồi sẽ là chế độ siêu khó. Khởi đầu mình sẽ có được một khẩu súng máy và chỉ có một máu thôi. Cái gì đấy? Ủa cái gì vậy? Ê, cái này là chơi bằng đá chân mà sao lại có súng máy là sao? Thử lại xem nào. Vãi cả đá. Thật sự luôn. Hay à. Mày này. Let's go. Áo hồng này. Mày này. Quá. Tưởng là bàn chân mạnh mẽ, nhưng tưởng là tất cả rồi mà bằng chân, nhưng không. Chúng ta khi mà nói chuyện với nhau bằng súng á, thì mọi thứ nó không còn quan trọng nữa rồi. Ở đây, bên này có cả bàn độc dược à. Bàn acid. Thế là mình phải giải quyết xong bàn chung cư mới qua được bàn chất độc. Rồi, bàn số 5 đi. Rồi, bàn này tử tế này. Test chân của Sanji này. Đó. Ôi. Nó tóc hồng, áo hồng, từ từ. Nấp vào đây nào. Mình thấy nó vào đó. Wow. Ôi giật mình nha. Ui. Này. Oh shit. Thật khớp này thì nó bị kiểu nó dính vào góc lác luôn á. Thời cười nó xong. Nó lác luôn. Đỉnh thật. Rồi. Tủ lạnh này. Máy giặt này. Ok, là máy rửa bát chứ. Cái bọn này ghê thật nhỉ. Bọn này ăn uống mà có cả máy rửa bát luôn chứ. Đầu tư thật đấy. Nào, có gì nữa không? Ai nữa? Mở cửa ra. Mày này. Mày này. Dính một viên đạn. Hello. Hello. Thảo nữa. Vào đây. À, hai đường à. Đường này thì sao? Mày này láo nháo. Chơi gì đây? Màn hình xanh. Màn hình thì này là cái là màn hình úp rồi. Ghê chưa? Con này máy gaming lại bàn phím màu mè hoa lá hẹ ghê phết. Cũng gọi đầu tư tiền đấy. Nhưng mỗi tội là nó không biết rằng nó gặp mình là cho nó tới số rồi. Đấy. Nào. Mở ra. Ô. Bấm N là có một cái gì nhá? Là một cái xem quảng cáo được vũ khí à? Thôi khỏi đi. Mình dùng này là bộ này được rồi. Nào. Nào. Thử bắt đầu em ơi. Thấy không? Mày này. Đủ chưa? Ôi, đá một phát bay thẳng vào cái dàn máy tính luôn chứ. Rồi. Một đạp. Mày này. Đá búng văng luôn nha. Mày này. Đây. Mày này. Rồi mấy cửa hay sao? Ôi trời ơi. Mình đây cả cái cửa nó cũng không thể nào chịu nổi được sức mạnh của cái cú đá của mình. Đâu. Đây cửa này mình đá vào trong đúng không? Đây cửa này mình đá ra ngoài đi. Cửa này. Mày này. Mình đá cho nó lắc cửa thôi. Mày. Ủa? Cửa này nó chặt thế nhỉ? Không lắc được các bạn ơi. Rồi. Còn một cửa ở trong cái nhà này đúng không? Đây đường này. Có thằng nào không ta? Ôi giời, laptop này. Em thật sự luôn ạ. Bọn này nó nhà bị cái gì ấy? Máy tính thì màn hình xanh. Rồi TV thì bị mất sóng.
Rồi bọn này bọn nó giải trí kiểu gì? Ăn hưởng kiểu gì trong cái nhà này? Cũng chán luôn đó thề. Chứ kiểu bọn nó chỉ chờ đợi đến cái lúc là mình đến để mình giải cứu chúng nó khỏi sự chán trường trong cuộc sống thôi. Ừ? Ui giời ơi, đây. Mày này, thằng nào đây ra đây? Mày này, đó. Ok. Wow. Quả bóng đá được. Nhưng mà mình đá nó phải cả đạn, mình đá nó xuyên tường luôn, nó dính vào trong tường luôn rồi. Một phát đá mà nó bay qua back room luôn các bạn ạ. Mình sẽ đá cái này, đá cái như kiểu một cái vali này vào chúng nó. Bụp, bụp. Dính không? Có dính. Nhưng mà không bị mất máu. Ủa? Có nha. Hình như có. Mình đá mấy cái đó vào chúng nó làm chúng nó mất máu. Ồ. Đâu xem nào, đá với quả tạ đi. Từ. Ê, có đá được. À, không đá vào tạ được, đau chân. Đá vào gãy chân mình luôn chứ. Mẹ. Đến lúc để ra ngoài mở khóa chân cấp độ 3 sao rồi. Với 3 cái quảng cáo, mình sẽ có chân 3 sao. Let's go. Hay à. Quá hay là mà sao nó lại cho mình chân chúa hề được nhỉ? Ý nó ám chỉ cái gì đây? Đang từ chân Sanji. Mà thôi, nó là chân 3 sao cho nên mình tin tưởng vào việc nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thử nhá. Ok, có vẻ VIP Pro. Có vẻ VIP đấy, VIP đấy. Chân chú hề cũng được. Có thao nữa, ăn thao nữa, thao nữa. Mày này, mày này. Easy. Chân chú hề quá bá đạo. Ê yô, yô, yô. Bà này bà mới này, cái gì đây? Mình đá thùng được nha. Nhưng có vẻ như là không đá được ở góc đấy. Rồi, ok. Còn gì nữa, còn gì nữa? Ủa, trời một tí là hơi chóng mặt rồi các bạn ạ. Mày này, thay đây, từ từ. Tao đá cái chai, tao đá cái chai vào mày. Không, đúng thật sự luôn các bạn ạ. Cái chai nó không ảnh hưởng gì cả. Nè, thế mình vẫn đây là mình đá sao mà được ta? Ê, có thằng áo hồng nó đứng nấp nấp ở đây. Mình sẽ đá cái chai vào nó. Bụp. Rồi, đá luôn cả bộ loa kìa. Hello. Mày này, một đạp vào mặt. Legend. Yeah, legend. Mày này. Ui, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Và khi mình chết, cái giang hồ mạng kia nó còn đứng nhảy nhảy chứ. Khó chịu à. Mẹ. Thôi được rồi. Có lẽ như thế đủ rồi các bạn ạ, bởi vì nãy giờ mình chơi không biết là do là tuổi già sức yếu hay sao mà mình chơi một lúc mà mình đá một tí thôi mà mình chóng hết cả mặt rồi. Các bạn có thấy chóng mặt giống mình không? Nếu có thì bấm like cho video này nhá. Còn nếu không thì cũng bấm like đi. Còn mình á, mình sẽ qua bên video này để chơi một trò khác cho nó đỡ đau chân và đỡ cả đau đầu nữa. Hẹn gặp các bạn ở bên video này chơi một trò chơi khác nhá.